Bí mật thú vị về người làm tê liệt cảnh sát Sài Gòn Gia Định, luật sư Triệu Quốc Mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn trong chiến dịch tổng tiến công năm 1975, lực lượng cảnh sát Sài Gòn Gia Định đã tê liệt hoàn toàn. Người có công trong việc làm vô hiệu hóa bộ máy ấy chính là vị chỉ huy cao nhất của lực lượng này, chuẩn tướng, luật sư Triệu Quốc Mạnh, tức Bảy Mạnh. Ông cũng là một thành viên thuộc ban chí vận mặt trận Sài Gòn Gia Định. Để hiểu hơn về ông, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Người trí thức cấp tiến. Luật sư Triệu Quốc Mạnh sinh năm 1941 tại Sài Gòn, là một trong những luật sư trẻ và nổi tiếng nhất miền Nam trước năm 1975. Từ nhỏ, ông đã chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, vì thế trong ông luôn hôi thúc ước vọng về hòa bình. Tốt nghiệp Đại học Luật khoa Sài Gòn, ông Mạnh tiếp tục học tiến sĩ kinh tế. Sau đó, ông thi đỗ và được bổ nhiệm làm thẩm phán khi vừa mới 23 tuổi, trở thành thẩm phán trẻ nhất trong ngành tư pháp Sài Gòn Gia Định. Trong thời gian công tác, ông đã được phía cách mạng tìm cách liên lạc, bóc nối và ông tham gia lực lượng thanh niên vũ trang thuộc khu đoàn Sài Gòn Gia Định. Năm 1966, luật sư Triệu Quốc Mạnh được bổ nhiệm làm thẩm phán hàng thứ 3 trong tổng số 9 thẩm phán của tổ chức ngành tư pháp. Cũng trong năm này, ông được tổ chức quyết định kết nạp vào đảng. Để kết nạp đảng thì phải ra khu căn cứ cách mạng Gò Đen, tỉnh Long An. Nhớ về sự kiện này, luật sư Triệu Quốc Mạnh cho biết: một thẩm phán của chính quyền Sài Gòn đâu có thể tự do đi về vùng cách mạng, huống hồ là vô khu. Sau đó, ông phải tìm cách thể hiện năng lực đặc biệt của mình để được nghỉ phép vài ngày và vào khu. Kết nạp đảng xong, ông được đưa vào chiến khu Phong Thạnh, Bến Tre của phía cách mạng. Từ đó, ông thuộc đường dây liên lạc của ban chí vận. Ở tuổi 30, luật sư Triệu Quốc Mạnh được vinh thăng đệ nhất phó biện lý của tòa Sài Gòn, Gia Định, một chức vụ đầy quyền uy. Bất ngờ được cất nhắc. Khi Dương Văn Minh dự liệu sẽ trở thành tổng thống chế độ Sài Gòn, ông có ý định đi kiếm người nắm cảnh sát chế độ. Điều kiện người mà ông Dương Văn Minh muốn tìm phải là người trong sạch, không tai tiếng, nắm vững luật và cho ông Minh đích thân coi tướng trước. Năm 1970, khi từ Thái Lan về nước, nhằm tạo cho mình một hậu thuẫn chính trị về sau, Dương Văn Minh đã nhanh chóng gần gũi với hội luật sư do luật sư Trần Ngọc Liễng làm tổng thư ký và Triệu Quốc Mạnh làm phó tổng thư ký. Luật sư Mạnh nhớ lại: chính bởi mối quan hệ thân quen từ hồi đó mà sau này khi được luật sư Trần Ngọc Liễng giới thiệu, 2 tuần trước khi lên làm tổng thống, Dương Văn Minh đã đưa tôi vào nội các chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Anh em dân biểu đối lập tán thành, tín nhiệm tôi. Mặc dù lúc đó Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa chịu từ chức, nhưng trước xu thế cấp bách của thời cuộc bởi sự nguy ngập về quân sự, ông Minh đã chuẩn bị trước và biết chắc mình sẽ lên thay chức tổng thống. Tôi còn nhớ khi đang ngồi ở tòa Gia Định, giáo sư An Cừ đã đến nói với tôi: chắc chắn trong tình hình hiện nay, ông Minh sẽ làm tổng thống và ông ấy sẽ mời anh giữ vị trí chỉ huy cảnh sát. Bất ngờ với lời mời này, ông Mạnh xin có thời gian suy nghĩ, mục đích là để xin ý kiến mặt trận. Ông nghĩ nếu đã nhận lời thì phải làm, còn nếu cấp trên không cho nhận lời thì phải rút ông đi nơi khác, không để ở Sài Gòn nữa. Ông tìm gặp Thủ tướng Tám Cần để nghe chỉ đạo. Tuy nhiên, lúc này ông không thể liên lạc được với ai trong ban chí vận, ngoài người bạn là kỹ sư Dương Văn Đại. Tình thế cấp bách và biết đây là việc làm có lợi cho cách mạng, ông đã tự quyết định nhận lời. Ông Mạnh kể, tại buổi trình diện chính phủ tại Dinh Hoa Lan, phòng họp nội các lúc đó có khoảng 25 người. Khi ông xuất hiện, Dương Văn Minh bảo ông tới ngồi gần. Ông nhớ lại: Tổng thống Dương Văn Minh trao cho tôi tờ giấy cho ghi 3 dòng: Tổng nha cảnh sát, Đô trưởng Đô Thành, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Sài Gòn. Tôi liền đánh dấu vào dòng ghi chữ Bộ Chỉ huy Cảnh sát Sài Gòn vì nghĩ rằng lực lượng này mới quan trọng đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu chúng bị tê liệt thì chính phủ cũng không còn gì. Lập tức, Dương Văn Minh chỉ đạo cho thuộc cấp là Trung tướng Mai Hữu Xuân gọi điện cho Đại tá Lâm Chính Nghĩa, lúc này là Phó Chỉ huy trưởng Cảnh sát Sài Gòn Gia Định, chỉ thị. Tổng thống quyết định mời luật sư Triệu Quốc Mạnh thay tướng Trang Sĩ Tấn đã di tản. Anh em đưa anh Mạnh về giới thiệu với đơn vị. Ông Mạnh biết, làm chỉ huy trưởng cảnh sát Sài Gòn Gia Định là điều không dễ, bởi nếu như đưa được một người trong giới cảnh sát hoặc quân đội lên làm chỉ huy thì còn được, nhưng đưa một luật sư lên làm cảnh sát thì lại là chuyện mới.
Tuy nhiên, ông nghĩ Dương Văn Minh đã có dụng ý riêng khi dùng người hiểu luật pháp, cách xét xử, giải quyết tình huống, làm chỉ huy cảnh sát. Vậy là luật sư Triệu Quốc Mạnh đã trở thành chuẩn tướng và bắt tay vào công việc chấn chỉnh hàng ngũ cảnh sát Sài Gòn Gia Định. Những mệnh lệnh nóng. Khi ông Mạnh lên làm chỉ huy trưởng cảnh sát Sài Gòn Gia Định, có hơn 17.000 quân bố trí khắp 11 quận nội thành và 7 quận ngoại thành. Lần đầu đến trụ sở, ông Mạnh nghĩ mình phải áp đảo cấp dưới bằng uy thế quyền lực mà ông đang có được. Việc đầu tiên chỉ huy trưởng Triệu Quốc Minh làm là ra lệnh giải tán F, một lực lượng cảnh sát đặc biệt được trang bị mạnh cả về vũ khí và phương tiện, chuyên đi bắt cán bộ cách mạng. Mất lực lượng này xem như cảnh sát Sài Gòn Gia Định mất đi cánh tay đắc lực. Một lần khi ông Mạnh đang trò chuyện với các sĩ quan trong phòng làm việc, thì Trung tướng Mai Hữu Xuân gọi điện tới. Lợi dụng cuộc điện thoại, ông Mạnh ra lệnh khi có mặt khoảng 10 chỉ huy trưởng cảnh sát của các quận. Tổng thống Dương Văn Minh vừa thông báo cho tôi biết, tình hình thương lượng với Cộng sản tại trại David đạt kết quả 60% và ra lệnh cho cảnh sát phải bày tỏ thiện chí với Cộng sản. Đại tá Lâm Chính Nghĩa thu danh sách những Việt Cộng ta đã mua được. Thiếu tá Châu thả tự do toàn bộ tù binh Việt Cộng. Ông Mạnh nhớ lại, tôi có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa ấy. Đơn thường, độc mã, tung hoành trong xào huyệt của địch. Chỉ cần thoáng có vài giây chần chừ thôi, do dự là những tên sĩ quan cấp úy, cấp tá đã chọn đời làm nghề tra tấn Cộng sản sẽ có nghi vấn và phát hiện ra tôi ngay. Tôi không có đồng chí nào ở bên cạnh để mà bàn bạc. Với khẩu súng lục và 6 viên đạn mang bên mình, làm sao mà địch nổ được bọn chúng bằng sức mạnh? Phải áp đảo kẻ địch bằng uy thế quyền lực mà tôi đã chiếm được. Tôi theo dõi những kẻ thuộc hạ, chấp hành mệnh lệnh của mình đã ban ra. Nhờ Lâm Chính Nghĩa là kẻ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện đôn đốc, Thiếu tá Châu đã cho phóng thích tất cả tù chính trị. Tôi không ngờ những người gây khó dễ đầu tiên cho tôi là mấy ông tù binh Cộng sản ở trại giam. Tôi muốn hét thật to. Các đồng chí ơi, tôi cũng là Cộng sản đây. Mấy ông bà mà không thoát nhanh lên, tụi nó phát hiện ra bắt cả tôi nhốt chung với ông bà đấy. Vì các đồng chí tù binh cảnh giác nên đặt câu hỏi. Mấy ông định thả chúng tôi rồi xả súng bắn vu cáo là tù binh chạy trốn chứ gì? Thế vậy mấy ông cần gì? Phải có giấy giới thiệu ra khỏi tù và tiền ăn đường. Tôi hỏi viên trung úy đi cùng. Ta còn tiền. Thế có giấy giới thiệu không? Tên trung úy trả lời. Thưa, còn tiền và rất nhiều giấy đã in sẵn. Tôi ra lệnh cho trưởng đoàn tù. Anh chọn 15 người để viết giấy giới thiệu đưa tôi ký và 3 người đến nhận tiền của trung úy để phát cho anh em. Nhận ra sự thật, các tù binh chấp hành. Việc còn lại là tôi trò chuyện với những người dưới quyền, trước hết là Lâm Chính Nghĩa. Anh ở đây lâu, anh xem có sĩ quan nào gặp khó khăn, anh cho phép họ về giải quyết việc gia đình. Khi đã vãn hẳn người, tôi nói với Nghĩa. Đại tá nên về qua nhà xem chị và các cháu như thế nào. Luật sư cho phép tôi rời nhiệm sở. Ai mà không có gia đình? Lúc này những người thân đang nóng lòng trông chờ quyết định của người chủ gia đình đấy. Viên đại tá vừa ra khỏi cổng trại, ngài chỉ huy lại ban ơn cho những sĩ quan khác. Xong việc, tôi ung dung thả bộ trên đường về cơ sở. Chỉ trong ngày đầu lên nắm quyền cảnh sát Sài Gòn Gia Định, chưa kịp mặc cảnh phục, đeo cấp hàm, nhưng ông Mạnh đã cắt được tinh thần hung hăng của cảnh sát, số đông đã rời hàng ngũ bỏ trốn. Những quyết định này của ông không chỉ tránh một cuộc đổ máu không cần thiết, mà còn đóng góp rất lớn vào thành công chung của cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, luật sư Triệu Quốc Mạnh tham gia thành lập khoa luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiều khóa. Ông chia sẻ. Sau giải phóng, tôi chỉ tập trung cho chuyên môn của mình. Bằng kiến thức đã trang bị và thực tế kiểm nghiệm, tôi muốn góp phần củng cố nền pháp luật nước nhà cho vững chắc, bởi pháp luật cũng là nền tảng xã hội của con người. Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, luật sư Triệu Quốc Mạnh tiếp tục được hiệp thương tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ từ năm 2019 đến năm 2024. Luật sư Triệu Quốc Mạnh bộc bạch: Tôi là người hoạt động cách mạng với mong muốn có được hòa bình độc lập. Cho nên ngày im tiếng súng, tôi cực kỳ vui sướng và thấy mình đã làm được điều gì đó có ích cho cách mạng. Tôi hài lòng vì là một chiến sĩ phục vụ cho hòa bình, độc lập dân tộc. Còn bạn cảm nhận như thế nào về vị luật sư này?
hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và bấm like, share để không bỏ lỡ những nhân vật lịch sử thú vị khác của Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Chân Dung Lịch Sử trong suốt thời gian qua. Bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.